Và cũng liên quan tới tình trạng giá rét tại Mỹ, như là một câu chuyện khiến chúng ta hết sức cảm động, đó chính là cảnh sát của bang Michigan cho biết một người đàn ông 65 tuổi đã vừa được cứu khỏi hồ nước đóng băng ở thị trấn East Bay vào ngày 18 tháng 1. Và có được cái điều may mắn này đó chính là nhờ sự phối hợp giữa một sĩ quan và chú chó cưng của chính người gặp nạn. Trong video dài 2 phút, người đàn ông đang chìm trong hố băng, chỉ nổi phần đầu và vai khỏi mặt nước, còn chó cưng Ruby đứng bên cạnh. Sĩ quan Cameron Bennett cố gắng ném thiết bị cứu hộ về phía người gặp nạn nhưng không tới. Cảnh sát không thể tới gần người đàn ông vì không đủ an toàn. Tuy nhiên, dưới sự trợ giúp của Ruby, cuối cùng người đàn ông đã tiếp cận được thiết bị cứu hộ và được kéo lên mặt hồ an toàn. Người này được đưa tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe sau khi ngâm mình trong nước lạnh khoảng 16 phút. Trong bài đăng trên mạng xã hội X, cảnh sát Michigan khen ngợi con chó rất khôn. Đây là cuộc giải cứu khỏi hố băng tuyệt vời.